Bây giờ đã là 8 giờ 10 phút sáng rồi và mình chuẩn bị lên sân bay, bay vào trong Sài Gòn tham dự một cái sự kiện cực kỳ đặc biệt. Nó đặc biệt đến mức ấy, mình nghĩ là mọi người cũng không nghĩ mình lại đi một cái sự kiện như vậy. Và nó đặc biệt thú vị như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Yep. Mà mọi người đọc tôi đây là biết hết mình đi đâu rồi mà đúng không? Trên máy bay mình rất là ghét máy bay, nghe tiếng ù mà lần này mình bay cùng hai người rất đặc biệt đó. Đây, mẹ Minh Tinh A và mẹ Minh Tinh B, trên kia có một anh Minh Tinh C, đấy là anh Hà Anh Tuấn. Anh Tuấn sau đây sẽ là cái video rất là rõ nét về anh Hà Anh Tuấn mà mình có quay được. Đi máy bay thì đọc gì? Ok, mọi người xem đến đây chắc là biết là hôm nay thì chúng ta sẽ đi đâu. Đấy chính là đi vào Sài Gòn để khai trương quán bánh mì Piu Piu thứ hai. Và vì sao mình nói đây là một sự kiện rất đặc biệt? Bởi vì chưa bao giờ kiểu đi khai trương quán bánh mì nào có xe limousine đưa đón này, xong rồi lịch trình này đầy đủ này, khách sạn các thứ. Và ngồi cạnh mình ở đây có rất là nhiều những cái bạn, những cái anh YouTuber cũng như streamer nổi tiếng này, anh Tuấn Tiền Tỷ này, anh Tuấn Văn Hóa đúng không? Đó, anh còn đây là bạn này con cuốn à? Đúng rồi. Và cuối cùng là đây, cái phần quan trọng nhất để cuối cùng là bạn nữ là xinh đẹp vòng sau mình. Đó. Hi. Chào. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ tiến về khách sạn. Cái này khách sạn này đọc là gì ta? Cham Sui Sài Gòn. Nghe nói là một khách sạn nó rất là xịn và căng thẳng, thì mình sẽ dẫn mọi người về cái phòng đấy để xem là anh Piu Piu đặt cho mình cái phòng nó căng như thế nào. Piu. Ok, mình đã về đến phòng khách sạn của mình và ôi vãi lồng các ông ơi, ui nhìn này. Ôi dồi ôi. Phòng này ở một người các ông ạ. Vãi trường. Ui. Phòng này một người các ông ơi. Ui. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ui. Đù. Đấy. Ui, kẻ đồ quá thì đã. Mình sẽ dẫn mọi người đi vòng quanh phòng xem một chút nha. Rộng kinh khủng luôn mấy ông ơi. Thậm chí có cả ghế ngồi này, xem tivi này. Tí mình cắm vào suýt vào đây trời. Nó lại quá đã. Bà làm việc này, và đã nhất đi. Bồn tắm. Bồn tắm đứng, ui. Hay quá chưa. Ui, xịn thật. À, giường to ấy. Ui, giường to thì phải làm gì hả các ông? Wow. Wow, mình vẫn chưa hết sốc. Ui. Thậm chí còn xịn hơn cả mấy cái sự kiện mình đi ra mắt smartphone ấy kiểu ấy. Ui. Lần trước thì mình có nói là bao giờ anh Piu Piu có mở quán bánh mì ở Hà Nội thì chắc chắn là mình sẽ đi ủng hộ trong cái video mình có mua về mình ăn thử. Ngày nào đấy như anh Piu Piu có nói là sẽ mở cái chuỗi này ở ngoài Hà Nội thì mình sẽ là một trong những người đầu tiên chắc chắn rồi sẽ đến và ăn thử bánh mì Piu Piu. Và chưa có kịp có cái cơ hội để mà ủng hộ ở Hà Nội thì anh ấy đã mời bọn mình vào đây để mà khai trương cái quán thứ hai rồi. Anh ấy đến tận văn phòng mời luôn nha. Đó, và bọn mình được book sẵn máy bay này, book sẵn khách sạn rất là to như thế này. Đó, thậm chí là có thêm rất là nhiều cái phiếu ăn sáng đủ mọi thể loại, chung là đầy đủ hết tất tật mọi thứ. Và tối nay còn có thêm một cái bữa tiệc, gọi là bữa tiệc cảm ơn nữa. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ gặp khá là nhiều người ở đấy. Thì tối nay có gì hay mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Phiếu ăn sáng này. Wow. Đây cũng chính là lý do vì sao mà mình có nhấn mạnh từ đầu video rằng đây là một trong những lần được mời đi sự kiện mà mình cảm thấy nó rất là đặc biệt. Và nó rất là, nói nhau nhỉ, khác lạ ấy, khác với bình thường ấy. OMG. Ủa anh Piu, em hỏi thật nữa, anh xem video này của em ấy, anh giàu vãi thế cơ. Wow. Wow. Đây là bữa trưa của mình các bạn này. Đó, nó rất là đạm bạc. Đây, dùng bữa với rất là nhiều mọi người ở đây. Để cho mọi người tự comment xem nhớ được bao nhiêu tên đây luôn. Đó. Kể cả bạn.
Anh ơi, hôm nay anh đặt phòng anh quên đặt ghế đâu, phòng này quả thiếu cái ghế. Mà phòng em này có ghế. À đúng rồi, nói về cái để đúng. Phòng ghế anh đúng. Đây là bên này là bên Ad Channel. Anh thì anh có xem kênh của em. Anh có xem cái video mà em làm bánh mì rồi các thứ rồi nói về mấy cái điện thoại rồi thứ rồi kênh anh em này kia đúng không? Bố em là có một hệ thống kênh thì có mỗi người có một số người và kênh riêng nữa. Vâng, anh có một kênh đúng không? Vâng. Chung là ở Hy Nam là chung công ty ra và làm bên kênh. Em chỉ muốn biết một câu duy nhất thôi. Đây là các bạn xem video của em rất là quan tâm là bao giờ thì Hà Nội sẽ có một quán là bánh mì Piu Piu. Nếu như mà tiệm thứ 3 mà ra mắt thì đấy chính là Hà Nội. Ồ, ok, được rồi. Nói chung là em sẽ giữ lời hứa điều trước là nếu như có quán đấy thì em sẽ là người đầu tiên đến, em đảm bảo với anh thế, em chắc chắn luôn. Anh cũng mong là như vậy, anh cũng mong là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến quán bánh mì của anh Piu. Thực ra nó ở khá là gần khách sạn của mình thôi. Thì sẽ đi luôn ngay bây giờ ha. Ui mẹ hạnh, mẹ hạnh. Hello mấy cưng. Quán bánh mì Piu Piu, cơ sở thứ hai của anh Piu ở 84 đường D5. Mọi người nào mà có muốn đến ủng hộ anh Piu để đến. Và đông kinh khủng của mọi người nhìn này. Bên ngoài có rất là nhiều những cái gọi là lãng hoa chúc mừng anh ủa độ mi siêu này. Cảm giác khai trương quán thứ hai so với quán thứ nhất nhau anh? Tầm 9 giờ là anh liệu đi luôn. Quán thứ nhất một lúc phải 40 phút là đi lại rồi. Nói chung là em nhìn này, em muốn chúc anh hiểu anh nhìn này quá thành công và chắc không muốn nói thêm gì đúng không? Quá đông khách luôn mọi người. Nói chung là nếu như các bạn đang xem video của mình ấy mà chờ đợi đến quán ở Hà Nội thì anh biết nhờ đúng không? Chúng ta em có sẽ chờ đợi quán ở Hà Nội nhá. Ok. Anh mong vậy, cảm ơn. Ok các bạn, ở đây chúng ta lại có một sự xuất hiện nữa của một người. Chắc là mình không cần phải nói rồi. Không hiểu vì sao các bạn hay bảo hai đứa mình giống nhau ấy. Nhìn chung ngoài Đà Nẵng xíu cho nó nhìn đây, 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 giống nhau chưa? Mà để cái máy là giống nha, đang lên rồi. Rồi, anh thấy sao về bánh mì Piu Piu? Hãy đặt từng ăn thử rồi, chắc chắn ăn thử đúng không? Cảm thấy sao? Vẫn rất là ngon và không có sự thay đổi, vẫn rất là đắt sau khi mở tiệm thứ hai. Anh Piu nghe đi không? Anh vẫn rất là đắt, vẫn rất là đắt đấy. Tiệm này các bạn giữ hơn đúng trước đông kinh khủng đúng không? Đúng, tiệm này là ở rất là gần những nhiều trường đại học. Mày như thẩm quay cái con đường này, đây là một con đường ở mặt tiền, hai mặt tiền nha mày. Nói chung là anh Piu Piu rất là căng thẳng đấy. Còn mình đang đứng chờ đây từ nãy giờ vẫn chưa thể vào trong để gọi order đây. Hai mặt tiền. Này mọi người nhìn thấy quán nó đông như thế nào? Wow, đông kinh khủng. Wow. Còn đây là menu của chúng ta này. Sẽ có bánh mì truyền thống, bánh mì heo, bánh mì gà, bánh mì bò. Và có thêm cả món mới luôn. Chắc là một tẹo nữa thì mình sẽ mua mấy cái về ăn cho mọi người xem. Nhưng mà đông kinh khủng. Mình Duy bạn ơi. Thế xong mình sẽ chờ đúng không? Chờ có đời thì mình vào mình nhận đấy nhiều bạn. Dạ. Quả đông khách quá. Ok. Và đây là order của mình này. Mình chưa ăn trưa nên quyết định mua là để ăn trưa luôn. Một cái bánh mì gà sốt Nhật này, một combo bánh mì heo thập cẩm và một nước thì tổng là khoảng 70.000 đó. Thì lần trước là mình ăn thì là ship tận ra Hà Nội, do đó thì nó không còn ngon nữa. Thế nên lần này quyết định là phải mua và ăn trực tiếp ở trong này. Đó. Bánh mì Piu Piu đây, một lần nữa địa chỉ đây, mọi người thích thì có thể đến để ủng hộ anh Piu nha. Wow, vì quán đông quá là mình quyết định là mình sẽ mua về nhà để ăn. Đây thì mình đã mua được hai cái bánh đó, thì như cái bill nãy mình có show mọi người xem. Một cái bánh là nhân gà, một cái bánh là nhân thập cẩm. Ui, thơm vãi. Lần trước thì mình ăn ấy, nó ship về Hà Nội, do đó thì cái bánh của mình nó đã bị nguội này, nó đã bị thay đổi cái hương vị khá nhiều rồi. Lần này là ăn được trực tiếp luôn, thế là đã. Làm một ly coca nào. Đây. Giờ chúng ta sẽ đem cái bánh gà trước. Thì vẫn như những cái video trước mình làm thôi, bánh mì của anh Piu Piu thì sẽ cắt đi hai đầu như thế này. Nhất là để khi cắn ấy thì sẽ thấy được nhân luôn. Và cái thứ hai là có khá là nhiều người không thích hai cái đầu bánh mì ở trên dưới, kiểu ăn nó cứng cứng ấy. Thế là anh quyền quyết định anh bỏ đi. Đó, thì đây cái bánh mì. Và nhân bên trong rất là đầy đặn nha. Đây, mình sẽ show cho mọi người xem rõ hơn. Đó, nhân bên trong rất là nhiều. Ui. Đầy đủ này, thịt gà này, giò chả này, nước sốt này, ruốc này. Đó, rất là nhiều. Đây. Ui.
Ok, mình chưa ăn trưa rồi, đang rất là đói, làm miếng luôn. Đúng thật là nó rất là khác so với lần trước mình ăn. Lần trước mình ăn thì bánh có vẻ như nó hơi bị hỏng rồi. Thử ship từ trong ra nó hơi bị chua chua bên trong ấy. Lần này ăn là perfect. Có một điểm lưu ý cho mọi người, nếu như mọi người đến quán của MPP One thì mình không biết là cái này là khẩu vị của giữa người Sài Gòn và người Hà Nội khác nhau hay không. Nhưng ở bên trong bánh mì Piu Piu ấy thì sẽ có thêm những cái lát ớt tươi như thế này. Đó, ăn nó sẽ kiểu nó sẽ cay cay, nó sẽ nóng mồm. Thì mình thấy là cái này là đặc trưng của người Sài Gòn thì phải. Mình ăn bánh mì ở mấy chỗ đều như thế. Nhưng mà mình thì khác, mình không ăn được cái ớt kiểu như thế này. Đó là nếu như các bạn nào mà giống mình ấy thì khi order nhớ là order bảo nhân viên là bỏ ớt bên trong ra. Đó. Còn về cái việc giá bán có đắt hay không thì mình sẽ không bán ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã từng chia sẻ trong video lần trước rồi. Với mức giá khoảng 30.000 cho một cái bánh như thế này thì đối với những cái bánh kiểu có thương hiệu này, kiểu đầu tư vào quảng bá hình ảnh này, kiểu có những cái mặt tiền, những cái cơ sở nó rất là đẹp thì 30.000 là một cái giá chung. Các bạn không nhìn đâu xa, cứ nhìn những cái hệ thống như kiểu là bánh mì kiểu này, bánh mì Hội An này, bánh mì Bami King cái kiểu này ở ngoài Hà Nội thì đều thấy là mức giá nó đều xem như thế này, không có gì khác biệt cả. Thì đối với mình đây là một mức giá ok, không có vấn đề gì cả. Thậm chí là combo một bánh một nước khoảng 40.000 thì ăn cũng được, cũng tiện, vừa có nước uống vừa có bánh ăn. Cũng không phải là một mức giá quá đắt, nhưng mà đối với những bạn sinh viên thì đương nhiên đúng là nó đắt thật rồi. Vì sinh viên mà những bạn mà kiểu vẫn quen ăn những cái bữa kiểu 20-25.000 một bữa cơm kiểu thì những cái bánh mì như này thì nó đắt là đương nhiên, đối với mỗi người mỗi khác mà. Mình rất thích những cái bánh mì nào mà bên trong có sốt, ăn nó đẫm sốt đi. Bởi vì bánh mì nó đã khô rồi ấy, có thêm sốt vào thì ăn nó sẽ ok hơn. Thấy không? Để sốt này. Ý. Đó là cái bánh mì gà nha, bây giờ mình sẽ ăn thử qua thêm cái bánh mì thập cẩm. Đây, bánh mì thập cẩm. À, bên ngoài vỏ bao bì cũng in hai cơ sở này, cơ sở 1 là ở 66 Út Tịch và cơ sở 2 là 84 đường D5. Đây, các bạn nào mà gần hai chỗ này có thể đến. Mình thì nhà mình gần cơ sở số 2 hơn vì nhà mình ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Một điểm mình rất là thích là mặc dù cửa hàng rất là đông nhưng mà nhân viên như mọi người có nhìn thấy ấy, nhân viên đều rất là từ tốn, rất là lịch sự, order cho mình rất là niềm nở. Bên trong bánh mì thập cẩm thì sẽ có, wow, cái này là cái gì nhỉ? Cái này thì đây, cái phần này là phần gì anh em? Đây là cái này. Nếu như mà nói về hương vị bánh mì thì mình thấy là bánh mì Piu Piu vừa kết hợp cả hương vị ở miền Bắc và miền Nam luôn. Có những cái nguyên liệu mà miền Bắc thường không cho bánh mì như kiểu ớt tươi cái kiểu này, nhưng mà cũng có những nguyên liệu nó rất là mang đậm chất Bắc, mình ăn mình cảm thấy kiểu nó rất là quen thuộc ấy. Sorry anh em, bánh mì nó hơi vụn chút, là ăn mì nó hơi bị không được công nghịch. Sốt rất ngon, mình rất là thích sốt này. Bánh mì Coca kiểu combo perfect với anh Coca tươi chứ. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video vlog của mình từ cái lúc mà mình ra khỏi nhà đến bây giờ, khi mà đã mua được bánh mì của MPP, khi mà đã từ cái buổi khai trương cơ sở thứ hai của MPP về đây. Thì một lần nữa, thực sự mà nói thì mình phải cảm ơn MPP rất là nhiều vì đã có nhã ý mời bọn mình bao toàn bộ chi phí kiểu từ Hà Nội vào đây chỉ để cảm ơn bọn mình nhá, và chỉ để mời bọn mình tham dự buổi khai trương bánh mì MPP cơ sở thứ hai. Và nếu như các bạn nào muốn ủng hộ MPP thì đừng quên là hiện nay cửa hàng MPP đang có tới 2 cơ sở. Một cái là 84 đường D5 và một cái là ở 66 Út Tịch. Và các bạn nào đang ở Hà Nội xem video của mình ấy, thì mình đã hỏi được anh MPP rồi. Anh ấy có hứa là nếu như có cơ sở thứ 3 thì chắc chắn là nó sẽ ở Hà Nội. Và chúng ta, những bạn nào mà yêu mến MPP Hà Nội thì sẽ có cơ hội được gặp mặt, giao lưu cũng như được ăn trực tiếp tại bánh mì MPP này. Rồi, vlog ngày hôm nay chỉ đến như vậy thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào, bye bye. Yeah. Ủa, giờ nó bánh mì á?